Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều qua Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc do Ngài Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam dẫn đầu, có chuyến thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đánh giá cao môi trường thu hút đầu tư tại Hưng Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết cộng đồng doanh nghiệp nước này đang đầu tư tại Hưng Yên không gặp bất cứ khó khăn vướng mắc nào lớn và Hàn Quốc phấn đấu sẽ vươn lên là quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên trong những năm tới. Phát biểu chào mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc và lãnh đạo một số doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh đang có rất nhiều thuận lợi để thúc đẩy hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên và các đối tác Hàn Quốc. Thì có lẽ là chưa bao giờ là quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam Hàn Quốc tốt đẹp như thế này, và một cái xu hướng chúng ta nhìn về tương lai và cái triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực về kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam Hàn Quốc là hết sức sáng sủa. Trong những năm gần đây thì có thể nói là cái quan hệ thương mại và đầu tư giữa tỉnh Hưng Yên với Hàn Quốc cũng đang tăng lên rất là nhanh chóng. Tôi tin tưởng là trong cái thời gian tới đây, số lượng các dự án đầu tư nhất định sẽ tăng lên bởi vì mấy cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng tôi đang rất là nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tinh thần là phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai nữa là cái quan hệ giữa lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, các sở ban ngành của tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua với cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng rất là tốt, mà đặc biệt ở đây lại có sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ là của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt là cá nhân ông Hồng Sơn. Thứ ba nữa là không có lý do gì các nhà đầu tư Hàn Quốc không gia tăng đầu tư ở tỉnh Hưng Yên khi mà chúng ta có một hiện diện của một khu công nghiệp Hàn Quốc ở tại tỉnh Hưng Yên. Tôi cho là cái quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cùng với quá trình tái cấu trúc các dòng vốn đầu tư FDI của Hàn Quốc nói riêng cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài trên phạm vi khu vực và toàn cầu đang có những các cái xu hướng dịch chuyển rất là mạnh về khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam là một trong điểm đến rất quan trọng cho cái dòng dịch chuyển vốn. Nhấn mạnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều sự tương đồng về lịch sử văn hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết người Hàn Quốc từng đến phố Hiến Hưng Yên buôn bán từ thế kỷ thứ 17. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai tại Hưng Yên cả về số dự án và vốn đầu tư. Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch phát triển với diện tích gần 4.400 ha dọc các trục giao thông quan trọng của quốc gia. Trong đó có khu công nghiệp sạch do nhà đầu tư Hàn Quốc đang triển khai thực hiện. Theo định hướng, đến năm 2030, Hưng Yên sẽ phát triển 30 khu công nghiệp với diện tích khoảng 9.500 ha, nên có nhiều dư địa cho các nhà đầu tư. Hưng Yên có vị trí thuận lợi, tiếp giáp thủ đô Hà Nội, khoảng cách và thời gian đến các sân bay, cảng biển, cửa khẩu quốc tế rất ngắn và thuận tiện. Hệ thống hạ tầng cung cấp điện, nước, xử lý chất thải, nước thải đồng bộ, hiện đại. Các khu đô thị cao cấp đã và đang triển khai sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các chuyên gia, chủ doanh nghiệp nước ngoài. Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá rất cao môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi tại tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Hưng Yên không phải gặp khó khăn, vướng mắc nào lớn, cần kiến nghị tỉnh phải xử lý, tháo gỡ. Trong 23 năm kinh doanh ở đây thì thực sự là chúng tôi không có cảm nhận bất cứ cái sự khó khăn nào cả. Vì vậy cho nên là tôi cảm thấy rất là hài lòng về cái chính sách hỗ trợ tỉnh. Trước đấy thì chúng tôi, cái tổng vốn đầu tư của chúng tôi chỉ bắt đầu từ 3 triệu đô, nhưng mà hiện tại thì số vốn đầu tư của chúng tôi đã lên đến 33 triệu đô ạ. 516개. Trong nhiệm kỳ của tôi thì chúng tôi cũng đã đi thăm khá là nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mà đây là tỉnh duy nhất thì chúng tôi cũng tiếp nhận bất cứ cái kiến nghị khó khăn nào của doanh nghiệp ạ. Bước mà khi đầu tư ở trong nước cũng như nước ngoài thì rất là quan tâm hoạt động thể dục thể thao ấy ạ. Hiện tại thì ở Hưng Yên thì chúng tôi chưa thấy có những cái trung tâm tổ hợp sport complex, trung tâm tổ hợp thể thao ở Hưng Yên, thì không biết là trong thời gian tới tỉnh có xây dựng kế hoạch gì đối với phát triển cái lĩnh vực này không ạ? Đặc biệt là golf. Vâng, đặc biệt là golf ạ. Golf thì ở Hàn Quốc rất là thích ạ. Bây giờ vị trí thứ hai là khá là khiêm tốn, bởi vì ngay cạnh Hưng Yên là Bắc Ninh. Chúng tôi đang có và 997 doanh nghiệp đã đầu tư vào Bắc Ninh cũng như là Samsung. Năm ngoái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước chúng ta là 88,7 tỷ đô la Mỹ. Chính vì vậy thì đối với tỉnh Hưng Yên thì một cái vị trí thuận lợi như vậy và lãnh đạo mà rất là xuất sắc và cũng tạo điều kiện như vậy là, mà dù sao trong nhiệm kỳ của tôi với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi sẵn sàng và mong muốn
thì chọn than là vị trí đứng đầu tại Tiền Hưng Yên. Thì như chủ tịch biết thì chúng tôi là số 1 tại Việt Nam với 10.000 doanh nghiệp. Trả lời những ý kiến đề xuất của đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết, tỉnh Hưng Yên luôn tạo điều kiện tốt nhất và đồng hành cùng các doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã có chủ trương xây dựng khu liên hợp thể thao trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, để đáp ứng sở thích của người Hàn Quốc là chơi golf, Hưng Yên đang định hướng phát triển hàng loạt sân golf khu vực ngoài bãi sông Hồng. Cũng rất là muốn tổ chức một cái buổi lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt các doanh nghiệp Hàn Quốc. Với những cái doanh nghiệp nước ngoài ở trong các khu công nghiệp ấy, thì đã từ lâu thì chúng tôi có một cái chính sách là làm việc một đầu mối một cửa. Đó là ban quản lý các khu công nghiệp, tất cả những khó khăn ở đó và giải quyết trong ngày. Nếu các đồng chí mà trong ban không giải quyết được trong ngày thì phải báo cáo lại tỉnh. Nên là đã chủ trương của tỉnh là như vậy. Tiếp tục trả lời ý kiến anh Hồng Sơn. Đây khu thể thao ở đây hiện nay chúng tôi đang có dự án khoảng 1.000 tỷ, tương đương gần 50 triệu đô. Và khu đất tại Hưng Yên hiện nay đang làm quá trình đầu tư. Chuẩn bị đầu tư dự kiến khoảng quý 2 năm 2024 thì bắt đầu khởi công. Tiếp tục hỏi cái câu sân golf. Thì hiện nay là chúng tôi cái đường có một đường kết nối chạy dọc sông Hồng này bằng cái đường mà nối hai đường cao tốc này. Không có gì thay đổi là chúng tôi sẽ khởi công vào quý 3 năm 2024. Cái đường này chúng tôi đầu tư khoảng 10.000 tỷ. Tương đương với khoảng gần 500 triệu đô. Dọc sông Hồng này chúng tôi có bãi đất sông khoảng 9.500 hecta. Thì Vinhome đang đầu tư 1.300 hecta là dự kiến ở đây có khoảng 5 sân golf. Thế còn cái vị trí tiếp theo còn 2.500 nữa thì hai nhà đầu tư hiện nay đang đăng ký tiếp tục làm thêm nữa khoảng mỗi nhà đầu tư đăng ký khoảng 5 sân golf nữa, hai nhà đầu tư được khoảng 10 sân golf nữa. Như vậy là chỗ này nó khoảng gần 20 sân golf. Như vậy là đáp ứng được các nhu cầu. Chúng tôi sẽ xác định Hưng Yên là thủ phủ của đồng bằng Bắc Bộ về golf. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã tiếp và đưa đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc đi thăm khảo sát thực tế tại khu đô thị Ocean Park 2, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5 và khu công nghiệp Yên Mỹ.